Hi, xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ làm thử một cái bánh flan khổng lồ cho các bạn cùng xem nhé. Thì đây là tất cả những cái nguyên vật liệu mà mình đã chuẩn bị ở đây. 2 bình sữa tươi nè, 1 hộp sữa bòn ở sau này các bạn, và 2 chục lốc trứng gà. Thì bây giờ chúng mình bắt đầu tiến hành nhé. Let's go. Trước tiên thì mình sẽ đập trứng gà ra trước nha các bạn. Mình sẽ tách trọng trắng nha, mình lấy trọng đỏ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đổ sữa đặc này vào nha các bạn. Thì theo tỷ lệ là chúng ta sẽ dùng nửa hộp này và 1,5 lít sữa tươi kia nha các bạn. Theo hướng dẫn ở đây có cái kéo cắt nè, mình phải dùng kéo cắt mới được. Cắt đúng cái lần của nó nha mới được nha các bạn. Đó. Đó, khe hở đã bắt đầu mở ra rồi nè. Giờ chúng ta đổ thôi. Rồi tiếp theo thì mình để 1,5 lít sữa tươi nha. Ở đây mình dùng sữa Nuti, sữa tươi của Nuti. Và trọng đỏ mình đánh ra đó các bạn, nhưng mà mình đánh phải nhẹ nhàng nha, đừng có để cho nó bị nổi bọt con bóng lên. Do khi nãy trồng trắng mà trồng đỏ mình tách ra không kỹ đó các bạn, nên nó có một cái cục của trồng trắng nó hơi cộm, nó hơi dày ra nè. Đó, do đó lát mình sẽ lượt lại trồng đỏ một lần nữa. Bây giờ mình sẽ quậy sữa lên đã. Bây giờ mình sẽ lượt trồng đỏ qua bọt nước nha các bạn. Rồi sau đó mình trộn trồng đỏ mình đã lượt với sữa mình khi nãy mình đã trộn nha. Bây giờ mình khuấy đều lên. Lúc này thì mình khuấy nhẹ tay thôi nha. Khuấy đừng để cho nó lên bọt. Ok. Này là mình thắng nước đường caramel nha. 2 trái chanh để mình lấy nước cốt chanh và đường. A few moments later. Caramel nó khô rồi nè, bây giờ mình cái bánh nãy mình đổ vào nha. Và sau đó mình sẽ hấp nguyên cái sữa này luôn. Caramel khô rồi mình sẽ đổ nước sữa và trứng vào luôn nha. Giờ mình bỏ nốt cái sửng còn lại nhé. Cứ bỏ dừa. Dừa. Nóng mờ rồi. Rồi, ok. A few moments later. Các bạn thấy giờ bánh nó dậy lên nè các bạn. nè, nó có hiện tượng nhô 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 tách ra nè, đó là cái bánh nó dậy rồi đó. Giờ mình lấy cái tăm mình thử xem nó chín chưa nha. Do cái bánh nó rất là dày nên là mình chưa thấy chín liền các bạn, nó còn dính nè. Mình hấp thêm 20 phút nữa nha. Thì sau khi hấp gần hơn 1 tiếng thì nó dậy rồi nè các bạn, bánh dậy rồi nè. Đó. Mặc dù là không bóng bẩy đẹp trai lắm nhưng mà mình nghĩ là ngon rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy bỏ tủ lạnh và tới chiều mình quất nha. Giờ nấu cái thành nha. Nấu vào. Đẹp trai nè. Giờ mình sẽ đổ cà phê vào nha. Mình đổ cà phê vào, sau đó mình sẽ bỏ đá vào. Nếu như các bạn mà không muốn ăn với cà phê thì các bạn cũng có thể ăn không nha, chứ không có cần phải hắt cà phê vào đâu. Rồi. Tiếp đến mình sẽ bỏ đá vào nha. Rồi giờ thử một miếng xem sao nè. Rất là dày luôn. Mình sắn một miếng nhỏ vậy thôi nè mà nó ba lớn đây rồi nè. Nhiều quá. Rất là béo. Cái vị thì nó cũng ngọt vừa phải thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó sẽ ngon hơn khi mà chúng ta mà có cái tủ lạnh hơi bự đó các bạn. Mình bỏ vào ngăn đông luôn cho nó đông thành đá luôn á. Ăn nó sẽ ngon hơn. Dạ. Rồi. Đó. Vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, cho một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.